Xin chào các mẹ. Trong cái vlog trước thì Trâm có chia sẻ những cái nguyên nhân mà khiến cho mẹ dễ bị cặn sữa và gây tắc tia sữa tái đi tái lại nhiều lần. Vậy thì có mẹ sẽ hỏi Trâm là vậy thì làm thế nào để mình có thể hạn chế được cái việc là cặn sữa và khiến cho mẹ bị tắc tia sữa nhiều lần. Thì trong vlog hôm nay Trâm sẽ chia sẻ những cách để mẹ có thể phòng tránh và hạn chế được cái việc là mẹ bị cặn sữa và gây tắc tia sữa nhiều lần. Thì Trâm sẽ nêu lại bốn cái nguyên nhân mà khiến cho mẹ bị cặn sữa. Những cái nguyên nhân đó bao gồm mẹ ăn nhiều chất béo bão hòa hay là những cái chất béo xấu. Nguyên nhân thứ hai đó là mẹ trễ cữ hút, hoặc là bé vào một cái thời gian là giảm cái nhu cầu bú thì làm cho sữa của mẹ bị ứ lại. Cái nguyên nhân thứ ba đó là mẹ có tổn thương ở đầu ti. Và nguyên nhân thứ tư là do mẹ sữa quá nhiều. Thì trong vlog hôm nay thì Trâm xin phép được chia sẻ cách khắc phục ba cái nguyên nhân, đó là sữa quá nhiều, mẹ ứ sữa do trễ cữ hút, hoặc là do bé giảm nhu cầu bú, và do mẹ ăn nhiều những cái chất béo xấu và chất béo bão hòa. Còn cái nguyên nhân đau đầu ti và tổn thương đầu ti thì Trâm xin phép được chia sẻ trong một cái vlog khác đấy nha. Thì đầu tiên là nếu như mẹ ăn những cái thức ăn mà nhiều chất béo bão hòa hay là những chất béo xấu như là móng giò, bơ chứ không phải là quả bơ ha, phô mai, rồi sô-cô-la hay là bánh kem, hoặc là một số mẹ dùng những cái loại ngũ cốc mà có cái hàm lượng chất béo bão hòa ấy, thì mình xem cái thành phần của cái loại ngũ cốc đó, nếu như mà cái hàm lượng chất béo bão hòa nó cao thì mình cũng sẽ mình hạn chế mình ăn ha. Vì thế tất nhiên là nếu như những mẹ mà đã tắc mà bị cặn sữa mà lại ăn những cái đồ kia thì mình sẽ phải hạn chế ăn. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do mẹ trễ cữ hút, thì mình sẽ cố gắng là mình đừng có trễ cữ quá thường xuyên, và nếu như mà trễ thì mình cũng chỉ nên là trễ 15 cho đến 30 phút thôi, chứ mình đừng bao giờ để trễ hơn một tiếng này nha. Hoặc nếu được thì mẹ nên là hút sớm hơn thay vì hút trễ hơn. Trâm lấy ví dụ, nếu như một mẹ hút theo cái lịch là 6 giờ, 10 giờ, 14 giờ, ví dụ vậy. Thì ví dụ cái cữ 10 giờ mà mẹ vì một lý do nào đó mẹ không thể hút đúng cái lúc 10 giờ, thì mẹ có thể hút sớm hơn trước đó tầm 30 phút cho đến 1 tiếng. Thì lúc này mẹ sẽ hút theo cái giờ là 6 giờ, 9 giờ hoặc là 9 giờ 30. Sau đó cái cữ 12 giờ mình sẽ hút bình thường. Tức có nghĩa là thay vì mẹ hút trễ thì mẹ có thể là hút sớm hơn trước đó 30 phút cho đến là 1 tiếng. Còn nếu như trường hợp mà mẹ cho em bé bú mẹ trực tiếp, và trước đây là bé là bú 2 đến 3 tiếng một lần, nhưng mà bây giờ có khi là bé vào một cái giai đoạn bé giảm cái nhu cầu bú, tức là có khi 4 tiếng hoặc là 6 tiếng bé mới bú lại, thì lúc đấy có thể khiến cho mẹ là 1-2 ngày đầu mẹ sẽ cảm thấy là căng tức ngực và khó chịu. Thì cái tình trạng này nào làm cho cái sữa của mẹ là ứ lại và có thể nó gây nên cái tình trạng chất béo bị lắng cặn lại. Thì lúc này mẹ sẽ hút bớt ra nha, mẹ sẽ lấy máy mẹ hút bớt ra. Thì mình chỉ là hút bớt ra để cho ngực mình đỡ căng, chứ mình không có hút kiệt mẹ nha. Và cái cách khắc phục tiếp theo đó là do sữa quá nhiều. Thì nhiều mẹ là cố gắng tìm cách để kích sữa lên cho nhiều, nhưng mà thực sự là cũng có nhiều mẹ lại quá nhiều sữa, cho nên làm cho mẹ rất là phiền toái. Và cũng có thể gây ra cái hậu quả là mẹ bị cặn sữa và dễ tắc tia. Thì nếu như với trường hợp sữa quá nhiều thì mình khắc phục như sau. Nếu như với một mẹ mà cho bé bú mẹ trực tiếp thì thường là sữa của mẹ sẽ nhiều trong cái giai đoạn là 4 đến 6 tuần đầu, có mẹ thì tới 8 tuần. Và sau cái thời gian này ấy, thì khi mà em bé bú mẹ trực tiếp được rồi á, và bú mẹ hoàn toàn ấy, thì cơ thể sẽ tự điều chỉnh cái lượng sữa phù hợp và bằng với lại cái nhu cầu của bé. Thì cái hay của cái việc bú mẹ trực tiếp là ở chỗ đó. Thì trong cái giai đoạn mà 8 tuần đổ lại á, thì sữa mẹ
quá nhiều và khiến cho mẹ rất là khó chịu, ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mẹ, thì mẹ có thể mẹ tìm cách mẹ giảm cái lượng sữa này lại để nó không có gây vón sữa, là chất béo không có gây là chất béo vón lại, bằng cách là cứ mỗi buổi sáng thức dậy, tức là mẹ sẽ đi hút sạch hai cái ngực cho Trâm nha, hút cho nó mềm hai cái ngực luôn. Và tiếp theo là sẽ cho em bé bú ở một bên vú trước, tức là ví dụ mẹ sẽ cho bé bú bên vú trái trước, và đến cái cữ bú tiếp theo của bé, mẹ lại tiếp tục cho bé bú cái vú bên trái ha. Tức là cữ này cho bú vú trái, thì cữ thứ hai mẹ cũng sẽ cho bú cái vú bên trái, và đến cữ thứ ba thì mẹ mới chuyển sang cái ti bên phải, cữ thứ tư lại bú ti bên phải. Tức là mỗi một cái bầu vú thì mẹ sẽ cho bú hai cữ, sau đó mẹ mới chuyển qua cái vú bên kia. Như vậy thì có mẹ sẽ hỏi là liệu mà bú như vậy thì cái vú bên kia ấy, thì nó có căng quá không, nó có gây tắc tia không. Thì nếu mà mẹ căng quá mà mẹ cảm thấy là thực sự căng quá và khó chịu thì mẹ sẽ đi hút bớt cái vú bên kia nha, hút bớt thôi chứ không phải là hút cạn. Còn nếu mẹ cảm thấy là nó cũng không quá là căng thì mẹ cũng không cần thiết phải hút. Và cái cách này là cái cách để giúp cho cơ thể hiểu được cái nhu cầu của em bé đang giảm dần, và từ từ nó sẽ giảm dần cái lượng sữa, và cứ mỗi ngày mẹ lại cứ đi hút sữa vào buổi sáng như vậy cho Trâm. Và đến một ngày khi mà buổi sáng mẹ cảm thấy là không có căng tức ngực nữa thì đó chứng tỏ là cái lúc mà sữa của mẹ đang giảm dần rồi đấy. Còn những mẹ mà hút sữa hoàn toàn thì sao? Thì mình sẽ có những cái phương án như sau. Mình sẽ đầu tiên đó là mình sẽ giãn cái cữ hút ra. Trâm lấy ví dụ mẹ xét cái lịch là 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ, đúng không ạ? Trâm lấy ví dụ như vậy. Thì bây giờ mẹ sẽ giãn ra 3 tiếng rưỡi và duy trì trong vòng là 5 cho đến 7 ngày. Trâm lấy ví dụ là 3 ngày trước là 3 giờ, đúng không? Thì bây giờ là 3 giờ, cái là 6,5 giờ, đúng không? Và sau đó mình sẽ cộng thêm 3,5. Và sau một tuần mình thấy cái cách này mình ổn, mình không có bị tắc, thì mình sẽ giãn là thành là cái cữ là 4 giờ. Và cái phương án thứ hai đó là với những mẹ mà áp dụng cái phương án đầu ấy mà dễ tắc tia thì mẹ sẽ không có làm cái cách đầu nữa, mà cái cách thứ hai đó là mẹ sẽ giảm cái lượng sữa hút ra ở mỗi cữ nha. Trâm lấy ví dụ mẹ đang hút một cữ là 300ml đi chẳng hạn, Trâm lấy ví dụ như vậy. Và bây giờ thì mẹ xét giờ đó là 6 giờ, 10 giờ, 14 giờ, Trâm lấy ví dụ vậy nhá. Thì mẹ sẽ giảm tầm 10 đến 20ml ở mỗi cữ trước. Tức là bây giờ đang là 300 đúng không? Thì bây giờ mẹ chỉ hút là 280 đến 290 thôi, nhìn mẹ ngưng. Và cái cữ tiếp theo mẹ cũng sẽ hút là 280 đến 290 thôi thì mẹ ngưng. Và sau 5 đến 7 ngày nếu như mẹ cảm thấy cách này mẹ ổn thì mẹ sẽ lại giảm tiếp tầm 10 đến 20ml nữa. Và cho tới khi nào mẹ đạt được cái lượng sữa mà mẹ mong muốn thì mẹ sẽ duy trì cái cách đó. Tuy nhiên có những mẹ là thực sự rất rất là dễ tắc tia thì cái cách này vẫn cũng không thể áp dụng được. Thì mình sẽ áp dụng cái phương án thứ 3. Cái phương án này thì nó an toàn hơn nhưng mà nó sẽ chậm hơn. Thôi, tuy nhiên thì mình cũng có thể là mình áp dụng cái cách chậm mà chắc nha. Cái cách thứ 3 đó là mình sẽ chọn một cái cữ để mình giảm sữa thôi. Và những cái cữ còn lại thì mình sẽ không có áp dụng. Trong lấy ví dụ mẹ cái cữ 6 giờ mẹ hút 300 thì bây giờ mẹ sẽ giảm còn là 290 hay là 280 thôi. Và mẹ sẽ duy trì cái cách này trong vòng 5 đến 7 ngày. Và nếu như mà trong vòng 5 đến 7 ngày mẹ thấy ổn ấy thì mẹ lại tiếp tục mẹ chọn thêm một cái cữ nữa. Trâm lấy ví dụ 6 giờ mẹ hút 280 thì 10 giờ mẹ cũng hút 280. Và trong vòng 1 tuần sau mà mẹ thấy cái cách này ổn thì mẹ lại chọn cái cữ là 14 giờ cũng là 280. Tức là 3 cữ là giảm cái lượng sữa. Và các mẹ nhớ dùng trong một điều đó là mình nên giảm sữa ở mỗi cữ hút chứ không giảm thời gian hút các mẹ nha. Tại vì nếu như mà mình giảm thời gian hút thì mình sẽ không thể kiểm soát được cái lượng sữa ở mỗi cữ nó như thế nào, và có thể dẫn tới cái việc là sữa ứ lại ở bên trong ngực của mình
thì nó cũng sẽ gây ứ và gây tắc tia đấy nha. Và đó là những cái cách mà Trâm chia sẻ cho các mẹ để các mẹ biết được cách khắc phục cái việc là bị cặn sữa gây tắc tia nhiều lần. Và trong cái vlog hôm sau thì Trâm sẽ chia sẻ cái cách khắc phục đau và tổn thương đầu ti gây nên cặn sữa ha. Và các mẹ nhớ theo dõi cái vlog sau nha. Cảm ơn các mẹ và hẹn gặp lại các mẹ trong vlog lần sau.